Xin chào các em và cả nhà. Hôm nay chúng ta qua chương 6. Tốc độ phản ứng hóa học, chúng ta qua phần 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học. Mục tiêu bài học này là gì? À, mục tiêu bài học này là thứ nhất, ta xem một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng, các em xem link bên dưới nhé. Thứ hai, giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như nồng độ nhiệt độ áp suất diện tích bề mặt chất xúc tác thứ ba nêu được ý nghĩa của hệ số tốc độ van ký hiệu là gamma xin thứ chào, chào các em vẫn và dùng cả được nhà. kiến thức hôm nay phản chúng ta qua phần việc giải thích một số vấn tốc đề phản, trong phản cuộc hóa sống hóa và hóa sản chúng ta qua phần 2. Sức. các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học mục tiêu bài học này là gì à Mục tiêu bài học này là thứ nhất, ta xem một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng, các em xem link bên dưới nhé. Thứ hai, giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác. Thứ ba, nêu được ý nghĩa của hệ số tốc độ Van't Hoff, ký hiệu là gamma. Thứ tư vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hóa học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất. Mời các em xem mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học nhé. Chúng ta đi nghiên cứu phần 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Chúng ta, Chúng ta đi nghiên cứu phần 1. Cho HCl với, với các nồng độ, độ đến khác tốc nhau 0,5m, 1m, chúng ta thực hiện thí nghiệm cho HCl với các nồng độ khác nhau 0,5m, 1m và 1,5m vào đá vôi CaCO3. Qua thí nghiệm ta thấy lọ chứa dung dịch HCl có nồng độ lớn hơn thoát ra nhiều khí hơn, lọ có nồng độ thấp hơn ta thấy khí thoát ra ít hơn. Từ thí nghiệm trên ta thấy, khi nồng độ chất tham gia phản ứng càng lớn, điều này làm tăng số lượng va chạm hiệu quả giữa các phân tử, từ đó tốc độ phản ứng tăng lên như vậy ta có thể kết luận, khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng sẽ tăng lên. Bệnh nhân sẽ dễ hô hấp hơn khi dùng bình chứa khí oxy gần thay vì hít thở ngoài không khí. Dùng bình chứa oxy gần thay cho dùng không khí để đốt cháy A xé đồ linh. Ứng dụng trong đèn xì A xé đồ linh điều này làm tăng nồng độ oxy, từ đó giúp tốc độ phản ứng tăng. Hay ta có thể tăng nồng độ oxy gần cho các bể nuôi tôm vân 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 vân. Hay việc thổi lửa cũng tăng nồng độ oxy gần, giúp lửa nhanh cháy hơn. Trên ta thấy, khi nồng độ chất tham gia phản ứng càng lớn, Điều này làm tăng số lượng va chạm hiệu quả giữa các phân tử. Từ đó tốc độ phản ứng tăng lên như vậy ta có thể kết luận, khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng sẽ tăng lên. Dùng bình chứa oxy gần thay cho dùng không khí để đốt cháy A xé đồ Ứng dụng trong đèn xì A xé đồ linh điều này làm tăng nồng độ oxy, từ đó giúp tốc độ phản ứng tăng. Hay ta có thể tăng nồng độ oxy gần cho các bể nuôi tôm vân 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 vân, hay việc thổi lửa cũng tăng nồng độ oxy gần giúp lửa nhanh cháy hơn. Bệnh nhân sẽ dễ hô hấp hơn khi dùng bình chứa khí oxy gần thay vì hít thở ngoài không khí. Chúng ta qua nghiên cứu phần 2, ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng. Ta cũng đi tiến hành thí nghiệm cho CH3COOH vào CaCO3. Ở đây ta lấy vỏ trứng gà, cốc 1 ta đun nóng, cốc 2 ta không đun nóng, ta thấy cốc 1 thoát khí nhiều hơn cốc 2. Ta có thể giải thích như sau, khi tăng nhiệt độ các phân tử chuyển động với tốc độ lớn hơn, điều này làm tăng số lượng va chạm hiệu quả giữa các phân tử dẫn đến tốc độ phản ứng tăng lên như vậy khi tăng nhiệt độ chất phản ứng tốc độ phản ứng tăng lên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để thực phẩm lâu bị ôi thiêu điều này giải thích như sau khi ta giảm nhiệt độ dẫn đến tốc độ phản ứng giảm và cũng giảm được nội công của các vi sinh vật do môi trường lạnh không khí bị khô đi các vi sinh vật không có môi trường để phát triển Do đó ta để thực phẩm những nơi nhiệt độ thấp như môi trường tủ lạnh sẽ bảo quản được lâu hơn. Một số phản ứng muốn xảy ra được phải cần đun nóng, có nghĩa là ta tăng nhiệt độ hay nhiệt phân thì phản ứng mới xảy ra được. Ta có thể giải thích như sau, khi tăng nhiệt độ các phân tử chuyển động với tốc độ lớn hơn, điều này làm tăng số lượng mua chạm hiệu quả chế giữa thường các phân tử dẫn lý đến do tốc là độ phản ứng, ứng tăng lên không khí như cao như khi Người tăng đi rượu nếu hút phản ứng hay nhóm lửa dễ phản xảy, xảy ra cháy lên. Rừng. do khi tăng nhiệt độ tốc độ cháy cao ta tăng. cũng đi tiến hành thí nghiệm đây sẽ là ba xe nhà nước ta tấm nghề ăn xe một số khu ở vào ta lấy vỏ cho dân vào mùa ta đun nóng lý do là vì muốn bảo vệ không để cháy rừng xảy ra thoát khí nhiều hơn các em phải chấp hành nghiêm quy định nhé vì đừng là lá phổi của trái phần đất 2. chúng ta ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để thực phẩm lâu bị ôi thiêu, điều này giải thích như sau, khi ta giảm nhiệt độ, dẫn đến tốc độ phản ứng giảm. Và cũng giảm được nội công của các vi sinh vật do môi trường lạnh không khí bị khô đi, các vi sinh vật không có môi trường để phát triển. Do đó ta để thực phẩm những nơi nhiệt độ thấp như môi trường tủ lạnh sẽ bảo quản được lâu hơn. Một số phản ứng muốn xảy ra được phải cần đun nóng, có nghĩa là ta tăng nhiệt độ hay nhiệt phân thì phản ứng mới xảy ra được. Vào mùa hạn, cháy rừng thường xảy ra, lý do là vào mùa hạn nhiệt độ không khí cao, người đi rừng nếu hút thuốc hay nhóm lửa dễ xảy ra cháy rừng do khi tăng nhiệt độ tốc độ cháy càng tăng. Đây cũng là nguyên do nhà nước ta cấm người dân vào một số khu rừng vào mùa khô, chỉ cho dân vào mùa mưa, lý do là vì muốn bảo vệ không để cháy rừng xảy ra. Các em phải chấp hành nghiêm quy định nhé, vì rừng là lá phổi của trái đất chúng ta. Thực nghiệm cho thấy, khi nhiệt độ tăng lên 10 độ C Tốc độ của phần lớn các phản ứng tăng từ 2 đến 4 lần. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với khoảng nhiệt độ không cao lắm. Số lần tăng này được gọi là hệ số nhiệt độ van vanhoff, ký hiệu là gamma. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phản ứng hóa học được biểu diễn bằng công thức sau. V1 chia V2 bằng gamma mũ T2 trừ T1 chia cho 10 trong đó v1, v2 là tốc độ phản ứng ở hai nhiệt độ t1 và t2, gamma bằng 2 đến 4. nếu nhiệt độ tăng 10 độ C, gamma gọi là hệ số nhiệt độ van't hoff. ví dụ, để hòa tan một mẫu zin trong dung dịch hai derroterloric acid ở 25 độ C thì tốc độ là 3 mol l min cũng mẫu diêm đó tan hết trong dung dịch 2 d rô trợ logic acid như trên ở 65 độ C thì tốc độ là 243 môn L min. Từ đây ta tính hệ số van tờ như sau. V2 chia cho V1 bằng gamma mũ T2 trừ T1 chia cho 10. Thế số vào, chúng ta suy ra 3 mũ 4 bằng gamma mũ 4. Từ đó suy ra gamma bằng 3. Như vậy, ví dụ để hòa tan một mẫu dinh trong dung dịch 2D Rotor Logic Acid ở 20. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phản ứng hóa học được biểu diễn bằng công thức sau. V1 chia V2 bằng gamma mũ T2 trừ T1 chia cho 10. Trong đó, V1, V2 là tốc độ phản ứng ở hai nhiệt độ T1 và T2, gamma bằng 2 đến 4. Nếu nhiệt độ tăng 10 độ C, gamma gọi là hệ số nhiệt độ Van der Thực nghiệm cho thấy, khi nhiệt độ tăng lên 10 độ C, tốc độ của phần lớn các phản ứng tăng từ 2 đến 4 lần. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với khoảng nhiệt độ không cao lắm. Số lần tăng này được gọi là hệ số nhiệt độ Van't Hoff, Van Hốt, ký hiệu là gamma. Chúng ta đi qua phần 3. ảnh hưởng của áp suất lên tốc độ phản ứng chúng ta quan sát hình vẽ trên trước khi nén và sau khi nén ta nhận thấy rằng nén khí làm tăng nồng độ chất khí điều này dẫn đến làm tăng áp suất giải thích khi tăng áp suất có nghĩa là tăng nồng độ chất khí các phân tử chuyển động với tốc độ lớn hơn làm tăng số lượng va chạm hiệu quả giữa các phân tử dẫn đến tốc độ phản ứng tăng lên như vậy khi tăng áp suất tốc độ phản ứng tăng lên ví dụ giải thích khi tăng áp suất có nghĩa là tăng nồng độ chất khí các phân tử chuyển động với Chúng ta quan sát hình vẽ trên trước khi nén và sau khi nén. Ta nhận thấy rằng nén khí làm tăng nồng độ chất khí, điều này dẫn đến làm tăng áp suất. Chúng ta đi qua phần 3. Ảnh hưởng của áp suất lên tốc độ phản ứng. Các em có biết, ngoài không khí chúng ta đang sống có rất nhiều khí gây hại đến sức khỏe con người như SOX, NOX mê thèn các bần đai ô sai hiện nay do tốc độ công nghiệp hóa mà lượng khí độc này thải ra khá nhiều vào những ngày trời mưa áp suất khí quyển hạ xuống làm cho các khí này không thoát ra khỏi không gian được làm nồng độ khí tăng cho nên những ngày này chúng ta hay khó thở dễ gây ra bệnh hiện nay các nước đang nghiên cứu phát triển công nghiệp theo hướng bền vững thân thiện với môi trường hơn nhằm giảm tối đa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gây nguy hại cho trái đất và con người đặc biệt các thế hệ như các em phải gánh chịu những cơn bão lũ, hạn hán, vân vân chúng ta đi qua phần 4. ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc đến tốc độ chúng phản ứng hóa nghiệm cho dung dịch hydrochloric acid vào canxi ung -um carbon này cốc một ta nghiền nhỏ cốc hai ta để nguyên khối. Các em xem linh bên dưới. Ta thấy cốc một bọt khí thoát ra nhanh hơn. Quan sát hình bên ta thấy khi nghiền nhỏ các va chạm hiệu quả xảy ra nhiều hơn so với khi chưa nghiền. Chúng ta đi qua phần 4. Ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học. Điều này giải thích như sau khi ta giảm kích thước hạt điều này làm tăng tổng diện tích tiếp xúc từ đó làm tăng số lượng va chạm hiệu quả giữa các phân tử dẫn đến tốc độ phản ứng tăng lên như vậy khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của chất phản ứng tốc độ phản ứng tăng lên ví dụ chúng ta thấy củi khi chảy nhỏ ra thì cháy tốt hơn so với ta để nguyên khối dùng than tổ ong hay thang chia nhỏ ta thấy chúng cháy nhanh hơn. Hay cây nước đá, chúng ta chia nhỏ ra sẽ tăng nhanh hơn. Điều này hay giải là thích chúng như ta nấu canh bí khi ta chẳng hạn giảm kích thước hạn, chúng hạt, ta phải điều này làm ra để tăng để tổng diễn nhanh hơn tiếp xúc. so với ta Từ đó là ta số lượng điều này mang lại giá trị các tế tử. như dẫn đến tốc già, độ phản ứng tăng tiền, lên tiết kiệm thời gian nấu vân vân khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của chất phản ứng tốc độ phản ứng tăng lên Ví dụ, chúng ta thấy củi khi chảy nhỏ ra thì cháy tốt hơn so với ta để nguyên khối. Dùng than tổ ong hay than chia nhỏ ta thấy chúng cháy nhanh hơn. Hay cây nước đá, chúng ta chia nhỏ ra sẽ tan nhanh hơn. Hay là chúng ta nấu canh bí chẳng hạn, chúng ta phải sắc nhỏ ra để bí chín nhanh hơn so với ta để nguyên trái. Điều này mang lại giá trị kinh tế như ít tốn ga tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian nấu vân vân. Chúng ta đi qua phần 5. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ của phản ứng hóa học. Chúng ta thực hiện thí nghiệm như sau, cho vào hai ống nghiệm. Ống nghiệm thứ nhất chỉ chứa hai đờ rô trần beo oxide, ống nghiệm thứ hai chứa hai đờ rô trần be sai ta thêm xúc tác MNO2 vào. Chúng ta để tàn nhang đang cháy vào hai ống nghiệm. Ta thấy ống nghiệm thứ hai tàn nhang cháy sáng hơn. Điều này chứng tỏ rằng xúc tác MNO2 làm tăng tốc độ của phản ứng phân hủy hai đờ rô trần be sai. Ta kết luận rằng chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng. Như vậy, chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng sau phản ứng nó không bị thay đổi cả về lượng và chất khi kết thúc phản ứng. Các ứng dụng thực tế ta thấy. Ví dụ như ta cho men vào rượu hay sữa chua. Men giúp cho quá trình lên men rượu, lên men sữa chua xảy ra nhanh hơn. Hay khi nhai, như vậy chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng sau phản ứng nó không bị thay đổi cả về lượng và chất khi kết thúc phản ứng. Các ứng dụng thực tế ta thấy, ví dụ như chúng ta thực hiện thí nghiệm như sau, cho vào hai ống nghiệm. Ống nghiệm thứ nhất chỉ chứa hai đờ rô trần be sai, Ống nghiệm thứ hai chứa hai đờ rô trần be sai ta thêm xúc tác MnO2 vào. Chúng ta để tàn nhang đang cháy vào hai ống nghiệm. Ta thấy ống nghiệm thứ hai tàn nhang cháy sáng hơn. Điều này chứng tỏ rằng xúc tác MnO2 làm tăng tốc độ của phản ứng phân hủy 2 đờ rô rần Ta kết luận rằng, chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng. Chúng ta đi qua phần 5. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ của phản ứng hóa học. Chúng ta đi qua phần 6 ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng trong đời sống và sản xuất. Dùng bình chứa oxy gần thay cho dùng không khí để đốt cháy A xé đồ linh. Ứng dụng trong đèn xì A xé đồ linh điều này làm tăng nồng độ oxy, từ đó giúp tốc độ phản ứng tăng. Thực phẩm nấu trong nồi áp suất sẽ nhanh chín hơn so với khi nấu ở áp suất thường, ta đi qua từ đó làm 6, tăng áp suất, dẫn đến nghĩa tốc độ phản ứng của tăng. tốc độ phản ứng trong đời sống và sản xuất. Thực phẩm nấu trong nồi áp suất sẽ nhanh chín hơn so với khi nấu ở áp suất thường, từ đó làm tăng áp suất, dẫn đến tốc độ phản ứng tăng. Dùng bình chứa oxy gần thay cho dùng không khí để đốt cháy a xé đồ linh. Ứng dụng trong đèn phì A xé đồ linh điều này làm tăng nồng độ oxy, từ đó giúp tốc độ phản ứng tăng. Các chất đốt trắng như than củi nếu dùng cùng một khối lượng mà có kích thước nhỏ sẽ cháy nhanh hơn, điều này làm tăng diện tích tiếp xúc, dẫn đến tốc độ phản ứng tăng. bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để thực phẩm lâu bị ôi thiêu. Điều này giải thích như sau, khi ta giảm nhiệt độ, dẫn đến tốc độ phản ứng giảm. Và cũng giảm được nội công của các vi sinh vật do môi trường lạnh không khí bị khô đi. Các vi sinh vật không có môi trường để phát triển. Do đó ta để thực phẩm những nơi nhiệt độ thấp như môi trường tủ lạnh sẽ bảo quản được lâu hơn. Như vậy, kiểm soát tốc độ, như vậy kiểm soát tốc độ các phản ứng diễn ra trong đời sống sản xuất khi vận dụng các yếu tố ảnh hưởng như nồng độ nhiệt độ áp suất bề mặt tiếp xúc và chất xúc tác giúp mang lại các giá trị hiệu quả nhằm tối ưu giá trị kinh tế giảm công sức bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để thực phẩm lâu bị ôi thiêu điều này giải thích như sau khi ta giảm nhiệt độ dẫn đến tốc độ phản ứng giảm và cũng giảm được nội công của các vi sinh vật do môi trường lạnh không khí bị khô đi. Các vi sinh vật không có môi trường để phát triển, do đó ta để thực phẩm những nơi nhiệt độ thấp như môi trường tủ lạnh sẽ bảo quản được lâu hơn. Các chất đốt trắng như than củi nếu dùng cùng một khối lượng mà có kích thước nhỏ sẽ cháy nhanh hơn. Điều này làm tăng diện tích tiếp xúc, dẫn đến tốc độ phản ứng tăng. Rồi, chúng ta đi qua phần bài tập củng cố nhé. Là chúng ta qua ví dụ một khi tăng nồng độ các chất tham gia thì tốc độ vỡ tăng tốc độ phở ứng giảm không ảnh hưởng đến tốc độ phở ứng câu D có thể tăng hoặc giảm tốc độ phở ứng ở đây chúng ta đã học mình trên này đấy khi nồng độ các chất tham gia vỡ ứng tăng hay càng lớn làm tăng qua chạm hiệu quả giữa các phân tử rồi đó làm tăng tốc độ phở ứng như vậy chúng ta thấy cái tốc độ phản ứng khi nồng độ chúng ta đây chúng ta xét cái tên rồi đấy nó là 0.5 m và 1.5 thì 1.5 nồng độ càng bự thì tốc độ phản càng tăng như vậy chúng ta chọn đáp án là câu wow. rồi chúng ta ví dụ hai khi tăng nhiệt độ của chất phản thì giống như trên là chúng ta khi tăng nhiệt độ thì cái va chạm giữa các phân tử nó nhanh hơn và chuyển động với tốc độ lớn hơn như vậy thì va chạm nhiều quả nó sẽ tăng lên và đó làm tăng tốc độ phản như vậy chúng ta chọn là tốc độ phản sẽ tăng chúng ta đi qua ví dụ thứ ba đối với các phản có các chất khí tham gia khi tăng áp suất tốc độ phản tăng lý do là thì chúng ta thấy khi tăng áp suất có nghĩa là chúng ta nén lại thì cái nồng độ của chất khí lúc này nó sẽ tăng lên và khi nồng độ nó tăng lên thì à, các phân tử nó chạm nó hiệu quả và nó nhanh hơn so với cái nồng độ lỏng áp suất thế này. Như vậy là khi à, tăng áp suất thì nồng độ của chất khí nó sẽ tăng, tức là chúng ta chọn đáp án A. Rồi ví dụ số tư khi cho cùng một lượng aluminium vào cốc đựng dung dịch hydrochloric acid dịch không phải mọi m tốc độ phản lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây câu a dạng nhôm viên nhỏ câu b dạng một mình khuấy đều câu c dạng ấm tấm mỏng câu d dạng nhôm dây rồi khi chúng ta tăng cái diện tích tiếp xúc có nghĩa ví dụ chúng ta cắt cái mặt này ra thì các em thấy nó thêm hai cái mặt mới điều đó có nghĩa là nó sẽ thêm những cái diện tích tiếp xúc mới mà tăng diện tích tiếp xúc như vậy chúng ta thấy nó sẽ gia chạm được nhiều cái mặt hơn ở đây nó làm tăng cái tốc độ phản ứng lên như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là cấu B là dạng buộc mịn và phải điều rồi ví dụ thứ năm cho phản sao z cộng h 2 h 4 đó, rồi z nó cộng hydrogen cái đó ở đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ở giờ chúng ta nói là diện tích tiếp xúc về mặt thì chắc chắn cái này nó tăng diện tích tiếp xúc thì tăng tốc độ rồi nồng độ của axit và nồng tăng nồng độ chúng ta thấy nó là tăng tốc độ phản rồi ở trên đúng về chúng ta đã học nhiệt độ rồi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản cũng tăng như vậy khi chúng ta tăng thể tích nồng độ không đổi thì chúng ta thấy nó cũng không có tăng tốc độ phản như vậy chúng ta chọn gấu C rồi chúng ta qua ví dụ 6 phát biểu nào sau đây đúng về chất xúc tác xúc tác giúp làm tăng năng lượng hoạt hóa cơ vớn à, cô b là khối lượng chất xúc tác không thay đổi sao vẫn Câu c là xúc tác không tương tác với chất trong quá trình vẫn Câu d là chất xúc tác kết hợp sản phẩm tạo thành chất bền hơn như vậy chúng ta học rồi chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ vớn nhưng sau vớn thì nó không thay đổi về cả lượng và chất khi vẫn kết thúc như vậy chúng ta chọn đáp án là câu của b khối lượng thuốc nát không thay đổi sau vẫn khi phận kết thúc rồi ví dụ thứ bảy yếu nói là sau đây làm giảm tốc độ phấn chúng ta sử dụng in câu a là sử dụng in em xem lệnh cho phản thêm chất ức chế vào chất tham gia tăng nồng độ chất tham gia phần à, chất tham gia dạng khối thành dạng bột như vậy em thấy là yếu tố thì đây là làm giảm tốc độ phản ứng chúng ta chỉ cần thêm chất ức chế vào thì nó sẽ làm cho tốc độ phản ứng giảm đi mấy chất ức chế thì nó sẽ không cho các phân tử va chạm với nhau nhiều từ đó làm giảm như tốc độ phản ứng như vậy chúng ta chọn câu B rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo À, quá trình làm thì rất là công phu và có thể nó à, khả năng nó có sai sót nên những cái gì mà sai sót thì chúng ta hãy cố gắng à, xin bỏ qua cho trung à, xin cảm ơn